nhá. Hiện có cách nào để không hướng tới tạp khách hàng rác không, chứ em chạy ngày 200 300 data mà gì đây mà không FFC mà không phản hồi à? Thì nếu như em chạy, các bạn đang chạy quảng cáo mà gặp cái tình trạng mà khách hàng inbox, khách hàng nhắn tin inbox cho mình ấy mà không trả lời, thì đây là một cái hiện tượng rất là bình thường. Nó cũng thật sự là nó cũng không phải là rác, chứ không phải là rác đâu. Mình có thể là chia sẻ với anh em ví dụ như này, mình có thể chia sẻ màn hình ví dụ này cho anh em dễ hình dung nhá. Đây màn hình, ví dụ như đây là một cái màn hình new feed của khách hàng, đúng nào? Đây là một cái màn hình new feed của khách hàng hay new feed của ai đó. Thì khi người ta lướt như này, hình dung người ta lướt thế này, người ta thấy một cái bài, thấy một cái bài nào đấy, anh em nhìn thấy cái thao tác lướt không? Thì đây là mình đang dùng con chuột đấy, mình đang dùng con chuột anh em nhé, mình đang dùng con chuột cho nên là nó lướt thế này, chứ còn cái này không có quảng cáo à? Holy, à đổi sang nick này của mình ấy. Đấy nha, mình sẽ đổi sang cái nick này của mình. Đây ví dụ như cái nick này của mình thì chúng ta sẽ loát lại này. Thì cái việc mà chúng ta đây lướt 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 Facebook này, thấy bài quảng cáo này đúng không, thì cái chẳng may người ta bấm vào này nhớ, chẳng may người ta bấm vào cái trường hợp số 1 đấy, nhắn tin không trả lời, người ta chẳng may người ta bấm vào thì nó ra, thì đấy bấm vào có chữ gửi tin nhắn thì nó ra cái chỗ gửi tin nhắn đấy, thì nó sẽ hiện lên mình để tìm nhá. Không không có quảng cáo tin nhắn nào đây, hơi đen á, quảng cáo chuyển đổi thôi. Rồi cái nó như thế, tức là bấm vào đây, ví dụ như bấm vào thì nó lên cái nút gửi tin nhắn này này, thì không có bài nào chạy quảng cáo gửi tin nhắn ở đây, không có nào bán hàng cho mình, chán nhỉ, không nào thèm bán hàng cho mình luôn đấy. Rồi ok, thì đấy là cái hiện tượng là bấm nhầm, người ta bấm nhầm. Cái hiện tượng số 2 là người ta có cái bài, ví dụ như đây một bài quảng cáo mà mình thích, mình thích bấm vào đây đấy, thôi bỏ qua đi nhỉ. Quả à, tức là khi mình bấm vào mình có quan tâm đến sản phẩm dịch vụ ấy, nhưng mình bấm vào nhưng mình có nhiều thời gian hơn anh em, mình dung là mình có nhiều thời gian hơn, mình chưa đau đến, cho nên là mình cứ để đấy, mình chấm đấy xem đã, thì mình không phản hồi. Thì cái này thì mình khắc phục như nào, cái này mình khắc phục như nào, thì mình hãy cài cái ô trả lời tự động vào. Nếu như khách hàng nào cái câu trả lời tự động thông thường nó là một câu hỏi, mình cũng có thể show cho anh em xem luôn cái cách cách mình làm nhé, cách mình làm. Đây. Đây ví dụ đây là cái fanpage của mình này, và mình vào chỗ phần Meta Business Suite này, ở phần hộp thư này đi, thì sẽ anh em sẽ nhìn tại đây, ví dụ đây quảng cáo này, thấy không à? Đó anh em nhìn thấy không, là mình sẽ đặt câu hỏi, có đặt câu hỏi này, khách hàng bấm một quảng cáo thì có câu hỏi nhảy ra, nếu khách hàng nó quan tâm thì họ sẽ phản hồi lại, còn nếu như họ không quan tâm ấy, họ không quan tâm thì thôi, như dùng nhỉ, thì thôi, em phải hiểu đấy, đơn giản thế thôi. Đây ví dụ như câu hỏi thì xuất phát từ quảng cáo ấy. Đây bạn đã xem một quảng cáo rồi đúng không, đấy. Đấy tức là khi mình đặt cái câu hỏi để làm gì, để cho khách hàng họ 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 thật sự quan tâm, họ trả lời, thì những đấy mình sẽ chăm, còn những cái người mà không quan tâm thì kệ nó thôi, kệ nó thôi anh em ạ, không cách nào khác. Và cái nữa này, đây cái nữa nha, là ở cái phần khách hàng tiềm năng, trung tâm khách hàng tiềm năng, thì hôm trước mình có nói rồi xử lý như nào đúng không, ví dụ như cái ông Nhật Minh này, ông này là cái thằng đây spam, mình cho nó vào spam đấy, mình kéo nó sang cột spam, tức là khách hàng rác ấy, mình cầm mình kéo sang này đấy, mình cầm mình kéo sang được chưa nào, kéo sang đấy, kéo sang. Thì bây giờ sau đó mình sẽ bấm vào cái đối tượng ở đây đấy, tạo đối tượng tùy chỉnh em, tạo đối tượng tùy chỉnh. Thì cái tài khoản này của mình nó đang bị khóa, thì tên nhóm ở tên nhóm thì cái nhãn này này, nó có cái nhãn này, thì mình nhãn ra cái nhãn trung tâm khách hàng tiềm năng, sorry anh em, trong cái trung tâm khách hàng tiềm năng này mình chọn cái chỗ spam. Nó không phân loại cho mình à, đây mình tích vào đây, ví dụ mình tích mấy cái ông này em mình dùng không, tích vào cái đối tượng này đây, hoặc là khách hàng spam này, tích vào cái ô khách hàng spam nhé.
tức là ok là spam nhá, thấy không, nó có ba đối tượng đây này, thì mình tách vào cây, thì nếu như cái đối tượng này nó đủ lớn, lớn hơn 1.000, anh em không, lớn 1.000 thì mình bấm vào đây mình loại trừ luôn, mình không còn quảng cáo lại cho mấy ông ấy nữa, mình không không mất tiền cho mấy ông ấy nữa, thì đấy là cách mà chúng ta sẽ giải quyết. Thực ra có nhiều cách lắm anh em nhé, có nhiều cách lắm, nhưng mà cái quan trọng ấy, cái quan trọng nó vẫn là cái nội dung của mình, thật sự là cái nội dung của mình nó sẽ quyết định tất cả. Nội dung của mình mà không mang lại giá trị, không giải quyết vấn đề của họ, không giải quyết được cái nhu cầu của họ thì spam là chuyện bình thường.